Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Huyện Lạc Sơn có trên 5.000 cơ sở sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ngành nghề nông thôn, thu hút trên 8.500 lao động thường xuyên. Một số nghề phát triển như sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, cơ khí nhỏ, dịch vụ vận tải hàng hóa, chế biến lâm sản. Toàn huyện hiện có hai làng nghề truyền thống là làng nghề dệt thổ cẩm xóm Lục xã Yên Nghiệp và làng nghề mây che đan xóm Bui xã Nhân Nghĩa, tạo việc làm cho 365 lao động, doanh thu trong sản xuất kinh doanh trên 2,2 tỷ đồng. Với định hướng phát triển đa dạng ngành nghề nông thôn gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, trong thời gian tới, huyện Lạc Sơn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ vốn, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học kỹ thuật, quảng bá xúc tiến thương mại, tạo cơ hội để người dân chuyển đổi ngành nghề, đồng thời tăng cường lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ phát triển các sản phẩm của các ngành nghề mới hình thành và các sản phẩm đặc trưng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn. Tính đến thời điểm này, toàn huyện Mai Châu có 22 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, trong đó 11 dự án đã đi vào hoạt động, với số vốn đăng ký trên 846 tỷ đồng. Từ một điểm du lịch cộng đồng ban đầu là Bản Lác, đến nay trên địa bàn huyện có 148 cơ sở lưu trú du lịch, 7 điểm du lịch cộng đồng, 12 khách sạn, 28 nhà nghỉ, 106 homestay, thu hút tạo việc làm cho trên 1.200 lao động với thu nhập ổn định. Trong năm 2023, huyện Mai Châu đã đón hơn 656.000 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 673 tỷ đồng. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quảng bá thu hút khách du lịch, huyện đã làm tốt công tác phối hợp quảng bá, đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc làm điểm nhấn cho du lịch cộng đồng tại địa phương. Đây là tiền đề, động lực quan trọng để Mai Châu phấn đấu vượt mục tiêu đạt 770.000 lượt khách vào năm 2025. Huyện Kim Bôi đặt mục tiêu trong năm 2024 thành lập mới và củng cố 7 hợp tác xã, giải thể 100% hợp tác xã hoạt động không đúng luật hoặc ngưng hoạt động trên 12 tháng, doanh thu bình quân một hợp tác xã tăng thêm 7%, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã tăng thêm 4%. Lựa chọn hỗ trợ xây dựng và công nhận từ hai mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến trở lên. Huyện Kim Bôi tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới, hoạt động gắn với các chuỗi giá trị nông sản an toàn và có giá trị chất lượng cao, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình đang hoạt động có hiệu quả, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình dự án để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị sản phẩm, tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi cho tổ hợp tác xã phát triển. Hiện nay trên địa bàn huyện Cao Phong có 28 trường học, trong đó số trường đạt chuẩn quốc gia 24 trường. Cao Phong phấn đấu đến năm 2025 có 4 trường đạt chuẩn quốc gia. Đây là mục tiêu quan trọng được đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện được mục tiêu này, huyện tập trung đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tiếp tục rà soát xây dựng phương án chuyển các trường không đủ diện tích theo quy định đến địa điểm mới hoặc mở rộng diện tích đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn quốc gia, có phương án bổ sung các phòng học, các phòng chức năng để đảm bảo các điều kiện dạy và học. Đây là cơ sở thuận lợi để huyện Cao Phong phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025. Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, ngày 16 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Đà Bắc tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng, lực lượng vũ trang và thanh niên học sinh năm 2024 với chủ đề Hát mãi khúc quân hành. Liên hoan nghệ thuật quần chúng lần này có sự tham gia của 100 thanh niên, giáo viên và học sinh đến từ 6 xã thị trấn, được tổ chức thành 6 đội tuyển nghệ thuật quần chúng. Các đội tuyển đã mang đến buổi liên hoan nghệ thuật 18 tiết mục văn nghệ với các thể loại như ca, múa, hát múa, kịch nói, hướng vào chủ đề ca ngợi truyền thống cách mạng, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước, tình đoàn kết quân dân, phản ánh hình ảnh người chiến sĩ trong học tập công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Qua đó góp phần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc của quê hương. Kết thúc liên hoan nghệ thuật quần chúng,
ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, có rất nhiều địa danh đã khắc ghi vào lịch sử, trong đó có địa danh Hồng Cúm, nơi đặt các cứ điểm phân khu Nam của quân Pháp. 70 năm đã trôi qua, chiến trường xưa nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Đời sống của người dân ở Hồng Cúm cũng đã đổi thay. Phân khu Hồng Cúm hay còn gọi là phân khu Nam, một trong ba phân khu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ do thực dân Pháp xây dựng. Với các cứ điểm xây dựng kiên cố dọc theo hai bờ sông Nậm Rốm, hỏa lực mạnh với cả pháo, xe tăng và sân bay, dã chiến, Hồng Cúm. Phân khu có nhiệm vụ ngăn chặn mọi cuộc tấn công từ phía Nam, bảo vệ và sẵn sàng chi viện cho phân khu trung tâm. Tại đây, sau nhiều ngày đào hào, vây lấn và trải qua những trận chiến ác liệt, đến đêm ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta mới làm chủ hoàn toàn phân khu Hồng Cúm. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc toàn thắng. Chiến tranh đã lùi xa, dấu tích của cuộc chiến tranh cách đây 70 năm chỉ còn lại tấm bia di tích đặt tại địa phận thôn Hồng Cúm, xã Thanh An, huyện Điện Biên. Bà Đào Thị Thanh, trưởng ban công tác mặt trận thôn Hồng Cúm, nhà ở ngay gần bia di tích. Nhiều năm qua, bà cùng người dân trong thôn thường xuyên quan tâm gìn giữ bia di tích lịch sử. Cô sinh ra mà lớn lên ở mảnh đất này ở thôn Hồng Cúm, xã Thanh An. Thì cha ông các cụ kể lại là khu nơi là nơi có chiến trường. Nhiều cán bộ và chiến sĩ đã hy sinh ở mảnh đất này. Nên mình thường xuyên ra thắp hương để tri ân cùng các cụ đã ngã xuống. Hồng Cúm hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Ngay trên khu vực đặt cứ điểm và sân bay Hồng Cúm giờ đây, nhà cửa san sát, ruộng vườn chủ phú. Ông Trịnh Quang Khâm, một cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ, đã có hơn 20 năm liên tục làm trưởng thôn Hồng Cúm cho biết. Thôn hiện có 42 hộ dân với 162 nhân khẩu, sinh sống tập trung dọc theo hai bên quốc lộ 279. Hiện thôn Hồng Cúm có hàng chục hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh. Thu nhập bình quân đầu người của thôn hiện đạt trên 55 triệu đồng một năm. Thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Chúng tôi lên đây rồi tất cả coi như cái khu vực này vẫn còn sơ xác, nhà cửa tất cả còn sơ xác, cái địa danh Hồng Cúm vẫn còn một số di tích lịch sử. Thế thì phát huy cái tinh thần Điện Biên Phủ anh hùng và coi như có di tích lịch sử của thôn Hồng Cúm, thế cho nên là chúng tôi là xác định tập trung lãnh đạo toàn dân là đoàn kết để coi như tập trung để xây dựng nền kinh tế của thôn vững mạnh. Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam, hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng. Địa danh lịch sử đi vào thơ ca, này đang đổi thay từng ngày. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giáo dục cho học sinh truyền thống văn hóa dân tộc hướng về nguồn cội, thông qua các sở giảng lịch sử, những tiết học ngoại khóa trong nhà trường, các thầy cô giáo đã giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về ý nghĩa ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Đà Bắc. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch là một ngày lễ trọng đại của dân tộc Việt Nam, là ngày để tất cả người dân của đất nước Việt Nam thể hiện lòng biết ơn đối với các vua hùng đã có công dựng nước. Là một ngày quốc lễ, ẩn chứa những giá trị tinh thần thiêng liêng, cao quý của một dân tộc có lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Từ xa xưa, ông cha ta đã có câu, dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3. Đây là một câu thơ đã đi vào tiềm thức của mỗi người con nước Việt để giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về tinh thần quyết chiến quyết thắng của dân tộc và ý nghĩa ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Trong giờ học lịch sử, các em học sinh lớp 4 trường tiểu học và trung học cơ sở Triệu Phúc Lịch, xã Toàn Sơn được cô giáo lựa chọn đưa những hình ảnh về sự kiện này vào giảng dạy giúp cho các em dễ hiểu, dễ nhớ. Em cảm thấy rất là vui khi được cô dạy cho những tiết học lịch sử, nói về các vị vua và nói về những cái sự hy sinh anh dũng ạ, để có thể biết gì là có những vị anh hùng. Để giúp các em học sinh nhận biết thêm các giá trị lịch sử của dân tộc, của địa phương,
các trường học trên địa bàn huyện Đà Bắc đã xây dựng giáo án cũng như tổ chức các chương trình ngoại khóa, thông qua đó vừa trang bị cho học sinh thêm kiến thức về lịch sử, vừa giáo dục các em ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ, biết phấn đấu vươn lên trong học tập, xây dựng đất nước, tiếp nối truyền thống cha ông. Các giờ học lịch sử còn giúp các em hiểu rõ hơn ngày lễ giỗ tổ không chỉ là ngày hội của cả dân tộc, còn là ngày để chúng ta, mỗi người dân Việt, khẳng định sức sống trường tồn mãnh liệt của văn hóa dân tộc Việt Nam. Thường thường là tham khảo các cái hình ảnh và video về trong các cái mạng thông tin, thế rồi tìm hiểu về cái ngày truyền thống ý nghĩa lịch sử của ngày giỗ tổ của vua Hùng, thế rồi tìm những cái hình ảnh về vua Hùng, và để ngoài các cái hình ảnh như đó ra thì có thể tổ chức các cái trò chơi thông qua những cái câu đố để các em nhận biết được cái truyền thống ý nghĩa lịch sử của ngày giỗ tổ Hùng Vương và các cái truyền thống ý nghĩa lịch sử khác của dân tộc Việt Nam ta. Không những thế, mỗi người dân đất Việt còn thể hiện rõ đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn sâu sắc các vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước. Là một giáo viên giảng dạy môn lịch sử thì chúng tôi luôn có ý thức để giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc thông qua các bài dạy để giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, lòng tự tôn đối với dân tộc, đặc biệt trong những cái dịp ví dụ như là ngày 10 tháng 3 giỗ tổ Hùng Vương. Vậy thì làm cách nào để có thể học sinh tiếp cận một cách nhanh nhất thì chúng tôi cũng phải là nghiên cứu sách báo và các cái cuốn lịch sử để sưu tầm hình ảnh để đưa vào trình chiếu cho các em dễ hình dung hơn ạ. Giáo dục về lịch sử dân tộc cho học sinh, đặc biệt là học sinh vùng sâu vùng khó khăn, được các nhà trường trên địa bàn huyện Đà Bắc quan tâm. Những giờ học lịch sử được các giáo viên sử dụng thêm nhiều thông tin, hình ảnh, tư liệu quý, giúp các em cảm nhận được hết giá trị của lịch sử qua từng thời kỳ dựng nước và giữ nước của dân tộc. Ngoài ra, để góp phần nâng cao tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, các nhà trường cũng đã xây dựng những thư viện trường học với nhiều cuốn sách có giá trị về lịch sử, để các em có thể tự học, tự tìm hiểu. Qua đó các em thêm trân trọng và phát huy những giá trị lịch sử cách mạng, những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Đảm bảo cơ sở vật chất làm việc sau sáp nhập đơn vị hành chính ở thành phố Hòa Bình. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19:45 tối hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình, khu vực thành phố Hòa Bình nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng, rải rác có nắng nóng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phía Nam tỉnh nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng, rải rác có nắng nóng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phía Tây tỉnh nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng, rải rác có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ.